6. Con gái, hôm nay con đến là để làm nhục cha nuôi phải không? Con làm sao dám? Những gì con nói mẹ đều nghe ra được. Con nói cha nuôi của con thành hạng người gì rồi? Con thật sự nghĩ rằng cha nuôi con không xem cái chết đó của bà lão ra gì sao? Mẹ nuôi, nếu cha nuôi thật sự quan tâm đến chuyện đó, lẽ nào không thể đến trước linh cữu của mẹ tứ khuê nhận lỗi hay sao? Cửu Nhi, con nói con là con gái nuôi của chúng ta, người khác không hiểu cho cha nuôi con, còn con sao lại không hiểu cho ông ấy chứ? Ông ấy vừa giết con trai người ta, lại giết mẹ người ta. Vậy ai hiểu được cho họ chứ? Mẹ nuôi, hai mạng người đã chết oan, ông ấy là huyện trưởng. Nếu ông ấy thật sự xem trọng tính mạng của người dân, thì nói một tiếng xin lỗi với họ là điều nên làm. Không phải cha nuôi con không xem trọng tính mạng của bà lão đó. Cô không để ý thấy lúc con nhắc đến việc bà lão ấy ăn uống kham khổ, tích góp lương thực chuộc tội cho Dư Chim Ngao. Gương mặt cha nuôi con biểu hiện như thế nào sao? Hiện giờ cha nuôi con là một quan lại nhỏ bé. Trước đây ông ấy cũng từng sống cơ cực. Cha chết từ sớm, chỉ còn lại người mẹ nuôi ông ấy trưởng thành. Kể từ ngày ta đi theo ông ấy, ta thường nghe ông ấy lải nhải mẹ của ông ấy đã ăn uống kham khổ như thế nào để ông ấy được đi học. Ông ấy cũng vì hiếu thuận với mẹ mình mới đi đến đánh trận, chính là vì để có được ngày thành đạt như hôm nay, để mẹ mình được hưởng phúc. Nhưng mà mẹ ông ấy đã không đợi được, ngày ông ấy thành đạt đã qua đời rồi. Những ngày qua ông ấy đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện, con đâu có biết. Hôm nay lại vừa nôn ra máu, sao con có thể nỡ nhẫn tâm sát muối lên tim của ông ấy? Nếu cha nuôi thật sự có khúc mắc như vậy, ông ấy cần phải đi xin lỗi. Mẹ nghĩ đi, nếu chuyện này đổi lại là ông ấy thì sao? Nếu lần này ông ấy không chịu xuống nước, trận chiến này không thể tránh được. Cha nuôi là người xem trọng danh tiếng, mẹ nghĩ xem, nếu người dân biết được nguyên nhân cuộc chiến là từ đâu, họ sẽ đứng về phía nào? Mẹ nuôi, mẹ là một người phụ nữ. Nhưng con luôn thấy rằng mẹ là một nữ trượng phu. Những đạo lý to tát không cần phải nói nhiều với mẹ. Con hy vọng mẹ có thể cùng con đến khuyên cha nuôi, bảo ông ấy cúi đầu lần này. Đợi thêm chút nữa, để ông ấy nghỉ ngơi. Hôm nay ông ấy vừa mới nôn ra máu. Phu nhân, huyện trưởng nói ngài ấy mệt, sẽ không quay lại đây mà ngủ ở phòng làm việc. Cũng dặn người nghỉ sớm đi. Cũng được. Hôm nay cũng trễ rồi, con hãy nghỉ lại đây đi. Hào Tam, Hào Tam, ngủ rồi sao? Cũng tốt. Ngủ một giấc thật thoải mái đi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói. Đại thiếu phu nhân, chị dậy chưa? Vào đi. Tôi đã chuẩn bị cho hai đứa nhỏ xong rồi. Lát nữa hai con hãy đi theo cha đến bên linh cữu của bà nội. Có khách đến phải trả lễ cho người ta, cúi đầu, biết chưa? Xuống đi. Đợi đã. Đại thiếu phu nhân, vất vả cho chị rồi.
Tôi thấy hôm nay chị nên đưa bọn trẻ về đi. Lão phu nhân vẫn chưa hạ táng, làm sao tôi có thể đi chứ? Luyến Nhi đâu? Luyến Nhi. Sao vậy? Cái gì mà sao vậy? Khách đến, cô lại để người ta bụng đói mà đi sao? Chim Ngao, cậu ra phía trước tiếp đãi. Tôi sẽ cùng Luyến Nhi nấu một bữa chay. Khách đến dù sao cũng phải uống một bát canh đậu hũ mới có thể để họ đi được. Đại thiếu phu nhân, tôi thật sự không quan tâm nổi những việc đó. Vậy bây giờ cậu quan tâm chuyện gì chứ? Kim Ngao, mặc dù cậu không phải con ruột của lão phu nhân, nhưng chẳng phải cậu cũng gọi người ta là mẹ sao? Lão phu nhân đối xử với cậu còn thân hơn cả con ruột. Vậy mà bây giờ linh cữu của lão phu nhân vẫn còn để ở ngoài nhà. Vậy mà giờ cậu đòi đi trả thù. Nếu bà ấy giết cửu tuyền biết được, cậu bảo bà ấy nghĩ sao? Tôi thấy là không phải con ruột đúng là có khác. Có thương cũng vô ích. Nếu cậu tứ khuê có ở đây, dù thế nào cũng sẽ không như vậy, thờ ơ với mẹ già của mình. Khách đến. Đi đón khách. Thành tiên sinh, Thành tiên sinh, mau mau. Ông chạy đến đây làm cái gì? Đây là địa bàn của Dư Chim Ngao. Đúng, tôi biết. Lại đây, mau ngồi xuống. Thành tiên sinh, quốc quân đóng ở Cao Mật đi rồi. Là ý gì? Có nghĩa là nói hiện giờ lực lượng ở Cao Mật, ngoài lực lượng cảnh vệ của Chu Hào Tam, chỉ còn lại Tam gia các người. Thành tiên sinh, nếu có thể khiến họ tàn sát lẫn nhau, công của ông sẽ lớn nhất. Đến lúc đó, được, tôi biết. Nomura tiên sinh, khoan nói việc đó đã. Tôi không muốn làm quan đâu, chỉ muốn lợi ích thực tế. Tôi muốn đến Thanh Đảo làm ăn. Sau khi tôi giúp các người tiêu diệt bọn họ, các người giúp tôi mở một con tiệm ở Thanh Đảo. Không nhiều mà, mọi chuyện đều dễ bàn bạc. Thành tiên sinh, nói tôi biết, hiện giờ tình hình trong thôn như thế nào? Dư Chim Ngao vừa dẫn người đi, cái bà đại thiếu phu nhân ấy lại đến. Tôi đoán đó là chủ ý của bái cửu nhi. Người đàn bà đó đã nhúng tay vào sâu như vậy rồi sao? Tôi đã nói với ông từ sớm, người có thể lay động được Dư Chim Ngao chỉ có thể là người đàn bà đó. Thành tiên sinh, ông mau nghĩ cách tìm cho tôi một chỗ ẩn náu đi. Đây là địa bàn của Dư Chim Ngao nhỏ tiếng thôi. Bộ dạng của tôi hiện giờ sẽ không có ai nghi ngờ đâu. Ông có cách mà. Tôi bắt buộc phải ở lại đây. Chúng ta phải khiến họ đánh nhau. Được được, ông ở đây đợi trước đã. Lát nữa tôi sẽ tìm ông. Mau lên đấy. Luyến Nhi cô nương, quân sư Thành. Để tôi. Không sao, để tôi. Bỏ ra đi. Từ. Nào. Được. Nhà cô có tang mà, cô đi đâu đấy? Ông nói xem. Nhà tôi có tang thì liên quan gì đến đại thiếu phu nhân nhà họ Thiện? Chạy đến đây chỉ tay năm ngón, đòi phải mở tiệc đậu hũ gì đó. Đã vậy hai đĩa đậu hũ còn chưa đủ, bảo tôi lấy hạt đậu đi đổi đậu hũ về. Tôi còn tưởng trong lòng Tư Lệnh Dư chỉ có cửu nhi cô nương là quan trọng hơn cô. Ai ngờ đâu chị dâu của cửu nhi cũng quan trọng hơn cô. Làm gì có, chẳng phải chị ta từng cứu Chim Ngao sao? Chim Ngao trọng tình nghĩa. Xem ra trận này Tư Lệnh Dư không đánh không được. Nhưng mà đám anh em dưới trướng Tư Lệnh Dư, cô biết rồi đấy, còn kém xa đám thuộc hạ của Chu Hào Tam lắm. Lỡ như trận này xảy ra thật, bên dùng súng thật, một bên dùng gậy đốt lửa, chẳng phải là nộp mạng hay sao? Tôi cũng phiền não vì chuyện này đây. Ông nói xem, Chim Ngao, người Nhật muốn giúp đỡ anh ấy lại không muốn. Theo tôi thấy giờ thời khắc then chốt, bên cạnh người đàn ông phải có một người phụ nữ nhắc nhở. Tôi lại có ý này. Cô còn nhớ Nomura tiên sinh chứ? Ông ấy không yên tâm nên quay lại rồi. Nhưng ở thôn này ông ấy không tiện lộ mặt. Cô có thể tìm một nơi để ông ấy lánh mặt được không? Nếu phía Dư Tư Lệnh có chuyện, nói không chừng ông ấy có thể giúp.
Thành tiên sinh, chuyện này không đơn giản như vậy. Trong chuyện này, tiên sinh Nomura có lợi lộc gì chứ? Đâu phải cô không biết. Người Nhật rất hận Chu Hào Tam. Lần này người Nhật muốn hợp sức với Tư lệnh Dư, tiêu diệt Chu Hào Tam. Cô nói xem, hai người đều có chung ý muốn, không thể trách người ta muốn cái gì. Phải nghĩ xem hoàn cảnh của chúng ta như thế nào. Đúng chứ? Nếu chúng ta có được súng thật, đạn thật của người Nhật, vậy chẳng phải Tư lệnh Dư sẽ bách chiến bách thắng sao? Cửu Nhi, ông ấy vẫn không chịu gặp mẹ. Như vậy phải làm sao đây? Từ tối hôm qua đến bây giờ, ông ấy vẫn chưa ăn gì cả. Mấy ngày đây, ông ấy gặp phải quá nhiều chuyện rồi. Có phải là chúng ta ép ông ấy quá gắt? Để ông ấy dịu xuống đã. Mẹ ngồi xuống nghỉ đã. Đúng vậy, con biết. Hãy để cha nuôi thở một chút. Cửu Nhi, thật không giấu con, mẹ và cha nuôi con hơn nửa đời này, đi khắp Nam Bắc cũng xem như gặp không ít chuyện. Nhưng bộ dạng cha nuôi con hiện giờ, trước nay mẹ không hề nhìn thấy. Mẹ nuôi, mẹ khoan hãy lo lắng. Có lẽ cha nuôi chỉ muốn ở một mình. Lát nữa bảo Tiểu Nhan đem cơm đến cho ông ấy. Mẹ mang cơm đến ông ấy còn không ăn. Lời của Tiểu Nhan ông ấy nghe sao? Đàn ông đôi khi rất ưa sĩ diện, không muốn để phụ nữ thấy mình yếu đuối. Tiểu Nhan cũng phải bàn công việc với ông ấy, sẵn tiện sẽ mang cơm đến luôn. Con gái, mẹ nuôi con sống hơn nửa đời người, vậy mà lại không hiểu đàn ông như con. Được rồi, cứ làm theo như con nói vậy. Phu nhân Tuấn Kiệt đến rồi. Sao anh lại đến đây? Tôi đến là để nhắc nhở các người lần cuối. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chịu tang mẹ tứ quê. Nếu như huyện trưởng còn không đến xin lỗi, Dư Chim Ngao chắc chắn sẽ đến đòi mạng. Hỗn xược, bảo hắn đến. Bảo hắn đến đi. Dù sao chúng tôi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, còn gì để sợ chứ. Mẹ nuôi, mẹ đừng nghĩ như vậy. Anh về trước đi, anh hãy trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy dở tính. Chu phu nhân, bà và huyện trưởng Chu đều là người hiểu chuyện. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, các người hãy tự cân đo. Tôi đi đây. Con gái, con nói phải làm sao đây? Mẹ nuôi, không phải vẫn còn nửa ngày sao? Hãy để cha nuôi suy nghĩ, chúng ta cứ từ từ. Không được để hắn ngu giận. Phải cổ động Dư Chim Ngao. Hôm nay tìm Chu Hào Tam quyết chiến. Ở đây có đại ca Hắc Nhãn và đại thiếu phu nhân nhà họ Thiện. Hắn không dễ đi được đâu. Chúng ta phải lợi dụng qua bột tử. Tôi sẽ đi tìm hắn ngay. Hãy nén đau thương. Tam đệ. Nhị ca. Khách đều đến cả rồi ư? Cũng gần hết rồi. Vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Sao vậy? Anh muốn về sao? Cứ nghĩ là anh em muốn báo thù, ta mới dẫn người đến tiếp ứng. Nhưng bây giờ cậu có thể nhận định được như vậy, người ngoài như ta càng không có gì để nói. Cậu xem trời không còn sớm nữa, ta phải đi thật rồi. Đi thì đi đi, còn lại một mình tôi đi trả thù cũng được. Anh em, cậu sớm nói với ta câu này là được. Có câu này của cậu, ta sẽ ở lại đây. Nói cho cùng, Linh Nhi cũng là chết trong tay của Chu Hào Tam. Chúng ta sẽ cùng nhau đến tìm hắn trả thù. Được. Vậy chúng ta tới thương lượng với đại ca. Nếu đại ca không làm, chúng ta làm. Chúng ta làm. Nói cả buổi vẫn cứ phải đi sao? Đệ chưa bao giờ nghĩ sẽ không đi. Nếu đệ không đi, mẹ đệ với Cửu Tuyền sẽ không nhắm mắt được.
Nếu như Chu Hào Tam chịu đến trước linh cữu của lão phu nhân phúng điếu nhận tội, vậy có thể bỏ qua cho ông ta không? Nhận tội? Nếu hắn nhận tội mà mẹ đệ có thể sống lại, đệ sẽ tha cho hắn. Cái chết của lão phu nhân quả thật là có liên quan đến Chu Hào Tam, nhưng xét cho cùng cũng không phải ông ta ra tay. Nếu nói như vậy, lẽ ra bây giờ cậu nên đưa đầu của mình xuống để Trung Thắng chém đi. Em gái người ta chết cũng có liên quan đến cậu đấy. Đại ca, chuyện này không thể so sánh với chuyện em gái đệ được. Sao không thể so sánh như vậy chứ? Nếu nói vậy, chẳng lẽ em gái đệ trong lòng của đệ không quan trọng bằng lão phu nhân ở trong lòng đệ ấy? Có phải là như vậy không? Đệ không có ý đó, đại ca. Đệ thôi đi được rồi. Chim Ngao, đệ có biết tại sao khi còn sống lão phu nhân lại giấu nhiều lương thực như vậy không? Đệ biết mà đúng chứ. Tâm tư của bà ấy đệ cũng biết. Đệ xem đệ bây giờ cứ muốn đi tìm Chu Hào Tam đòi mạng như vậy, lão phu nhân ở trên trời linh thiêng có thể vui được sao? Hắn sẽ không đến đâu. Chuyện đó có thể biết chắc được. Hắn sẽ không đến, chắc chắn không đến. Nếu hắn đến thật thì sao? Được, đệ sẽ đợi đến khi trời tối. Nếu trời tối mà hắn vẫn không đến, đại ca, đại ca đừng có nói gì nữa. Cái gì? Bây giờ cũng biết được tại sao cô Cửu Nhi lại không đến rồi. Cô ta chạy đến chỗ Chu Hào Tam muốn khuyên ông ta đến trước linh cữu của mẹ tứ khuê, cầu xin sự tha thứ của Dư Chim Ngao. Người phụ nữ đó quả nhiên lợi hại. Dư Chim Ngao thì sao? Nói đợi đến khi trời tối. Thành tiên sinh, ông đoán Chu Hào Tam có đến không? Tôi đoán Chu Hào Tam tuyệt đối sẽ không đến đâu. Không, không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Cửu Nhi là con gái nuôi của Chu Hào Tam, chúng ta phải nghĩ đến mọi khả năng có thể. Vậy chúng ta phải làm gì? Ông phải nghĩ cách khiến Chu Hào Tam một đi không về. Tôi sao? Tôi thì Nomura tiên sinh, tôi giấu ông ở đây đã là mạo hiểm đến cái tính mạng của tôi rồi. Hơn nữa tôi cũng đâu phải người biết rõ. Ông đùa hay thật đấy? Thành tiên sinh, ta có thể bàn bạc. Đây không phải là chuyện tiền nông. Ông xem người trong thôn bây giờ như thế nào. Nhớ như náo loạn, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ chẳng phải càng loạn càng tốt sao? Nomura tiên sinh, chuyện này tôi thật sự không gánh vác nổi. Hay là như vậy đi, tôi sẽ gọi Ngọc Lan đến, hai người nói chuyện. Bây giờ tôi sẽ đi gọi cậu ta. Chim Ngao, người chết rồi. Một tiếng xin lỗi của Chu Hào Tam thì chuyện này kết thúc sao? Tôi chỉ giữ thể diện cho đại ca thôi. Tôi không tin tên cẩu quan đó sẽ đến. Chim Ngao, anh biết không, người Nhật đánh đến Châu Trang rồi. Chuyện này không liên quan đến ta. Bây giờ ta chỉ nghĩ đến trả thù. Sao lại không liên quan đến anh chứ? Chuyện này liên quan đến người Trung Quốc trên cả nước. Tuấn Kiệt, về rồi à? Hắc Nhãn đại ca, cậu vào nhà đi, ta có chuyện muốn nói với cậu. Phía trong thành thế nào rồi? Chu Hào Tam vì bị quốc quân lừa lấy hết lương thực nên đã nôn ra máu, đến bây giờ vẫn chưa dậy nổi. Ta thấy Chim Ngao sẽ không nhẫn nhịn hết đêm nay đâu. Hắc Nhãn đại ca, hiện giờ chỉ có thể trông vào đại ca thôi. Trông vào ta cái gì? Chuyện do thuộc hạ của Chu Hào Tam gây ra, ông ta nằm xuống trông vào ta sao? Đại ca sẽ không, sẽ không thế nào? Sẽ không buông tay mặc kệ chứ? Ta sẽ không buông tay mặc kệ. Nhưng ta nói cậu biết,
Ta sẽ không giúp Chu Hào Tam, ta chỉ giúp cái tên không hiểu chuyện ngoài kia. Tuấn Kiệt, ta nói với cậu, ta cứ cảm thấy hiện giờ trong thôn này rất lạ. Cậu xem, mẹ Tứ Khuê chết, người nên đến không nên đến đều đến cả rồi. Cái tên ở ngoài kia một lòng chỉ muốn trả thù, đầu óc cậu ta hiện giờ mù quáng rồi. Vào lúc này chỉ cần có một chút biến cố là lập tức sẽ thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó nếu thực sự xảy ra chuyện, cậu có muốn tìm ra kẻ cầm đầu cũng không thể. Nghĩ cũng không nghĩ ra kẻ nào ngư ông đắc lợi. Vì vậy cậu phải nói với người trong thôn, vào lúc này không ai được nói bậy làm bậy. Tôi biết rồi. Vào lúc này cậu chỉ cần nổ một phát súng lên trời là có thể làm rối loạn. Người có gan sẽ giành được thắng lớn. Nếu Chu Hào Tam không đến, Dư Chim Ngao ắt sẽ đi. Còn nhỡ như hắn đến, chúng ta cũng phải khiến hắn có đi không về. Cậu làm tốt việc này, sau này hoàng quân đến đây, lập công nhận thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Nô Mura tiên sinh, muốn náo loạn thì dễ, nhưng sau khi đã loạn, chỉ dựa vào tiền Ngọc Lan tôi thì có thể giành được thắng lợi sao? Bây giờ thuộc hạ của nghĩa phụ tôi chưa thể xem là của tôi, vì đa số bọn họ căn bản không nghe lời tôi. Không phải ông ấy đã giao cho cậu rồi sao? Nếu cậu có thể hoàn thành việc lớn này, đúng lúc có thể nhân cơ hội ra uy. Nomura tiên sinh muốn tôi làm gì? Cậu tìm vài người nghe lời cậu. Nhớ như Chu Hào Tam đến, phải rồi, Ngọc Lan đâu? Ở đâu đó bên ngoài rồi. Hát Nhãn đại ca, Ngọc Lan là người của đại ca, trông chừng cậu ta nhé. Ngọc Lan nghe lời ta, nó sẽ không gây chuyện đâu. Bây giờ người ngựa tấp nập trong thôn, xảy ra chuyện không nói rõ được, tốt nhất nên trông coi tốt người của mình. Lát nữa gặp nó, bảo nó đến gặp ta. Trong các anh em chúng ta, kỹ thuật bắn của cậu là tốt nhất. Tối hôm nay phải nghe theo lệnh của anh. Tâm phải đọc, tay phải cứng. Vinh hoa phú quý cả đời này đều ở trên người anh đây. Trời dập tối sẽ càng lạnh, lát nữa sẽ đi lấy cho cậu một chiếc áo ấm hơn. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn cái gì? Tiền Ngọc Lan. Tuấn Kiệt, đại ca Hát Nhãn tìm anh. Nghĩa phụ tuổi tác lớn rồi, rời xa tôi một chút là không được mà. Cậu nói xem, sao ông ấy lại bảo cậu gọi tôi chứ? Bước đều, bước. Hướng về trước, đâm. Thẳng lưng lên, thu. Quay về sau, chạy bộ, chạy. Đã một ngày, ngài không ăn gì rồi. Ta không đói. Tiểu Nhan, từ Châu Trang đến chỗ chúng ta không đến 300 dặm. Cậu nói xem người Nhật phải mất bao nhiêu ngày để đến chỗ chúng ta. Ngài nên ăn chút đồ trước đi, phu nhân lo lắng. Cái bà vợ già đó có gì mà lo lắng đâu chứ. Ta không ăn. Cậu nói cho ta biết, bao nhiêu ngày hả? Mỗi lần chúng đến một nơi mới đều sẽ dừng lại chỉnh đốn lại vài ngày, sau đó sẽ chia binh ra tiếp tục tiến về phía trước. Từ Châu Trang đến Cao Liễu, Chu Lương, rồi Huy Phường, tổng cộng khoảng 10 ngày. 10 ngày. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian. Người của chúng sẽ được phân phối đến các khu chiếm lĩnh. Đến cao mật sẽ có bao nhiêu người, không nói trước được. Có thể là 100, cũng có thể là 200. Không đoán được đúng không? Đội cảnh bị chúng ta hiện giờ còn bao nhiêu người? 134 người. Ngày mai mở cuộc đại hội, trưng binh huy người. Trời vừa sáng hãy thực hiện. Huyện trưởng, sao vậy? Tôi làm không được. Tình hình bây giờ ra sao rồi chứ? Phúc nạn trước mắt. Chuyện này cách đây vài ngày tôi còn làm được, nhưng mà bây giờ tôi thật sự làm không được.
Chu Hào Tam ta và phủ huyện Cao Mật trong mắt của người dân thật sự tệ đến như vậy sao? Huyện trưởng, những lương thực đó chúng ta giành về từ miệng của người dân Cao Mật. Nói là để chi viện quân đội chống Nhật, nhưng kết quả thì sao? Đều bị họ mang đi cả. Chuyện đó còn chưa biết phải ăn nói như thế nào với người dân. Ngài lại đòi trưng binh. Huyện trưởng, ai cũng phạm phải sai lầm. Chúng ta sai rồi, nhận sai. Người dân sẽ tha thứ cho chúng ta. Nếu người cứ không chịu nhận sai như vậy, e là sẽ khó lấy được lòng tin từ người dân. Nô Mira tiên sinh, ông ngồi đây làm gì vậy? Xem mặt trời lặn. Thành tiên sinh, tôi ở Thanh Đảo nhiều năm nay. Việc hàng ngày thích làm nhất là ngắm mặt trời mọc. Bởi vì đế quốc Nhật Bản chúng tôi nằm ở hướng mặt trời mọc. Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện mặt trời lặn cũng rất đẹp. Mặt trời lặn thật sự rất là đẹp. Thành tiên sinh, mặt trời sắp xuống núi rồi. Quả nhiên Chu Hào Tam không đến. Vở kịch hay sắp sửa bắt đầu rồi. Mở cửa. Đứng lại. Hóa ra người Nhật là do ông đưa vào thôn. Trương thiếu gia, câu này không được nói bậy đâu đấy. Nomura tiên sinh và tư lệnh Dư là bạn cũ. Tôi cũng có quen biết với ông ấy. Chúng tôi chỉ ở đây nói vài câu, không có gì sai chứ. Hắn ta đến đây làm gì? Chuyện này làm sao tôi biết được? Cửu Nhi, con nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Con cũng không biết phải làm sao nữa. Hay là con về vậy? Sao con có thể về được? Con mặc kệ cha nuôi con, trơ mắt nhìn họ đánh nhau sao? Cha nuôi luôn miệng nói quốc nạn trước mắt, nhưng sắp đến lúc nguy cấp thì ông ấy chỉ biết đến thể diện của mình. Con còn có thể nói được gì chứ? Để họ đánh nhau đi. Con phải đi thôi. Không được, con không được đi. Cửu Nhi, đừng nhìn nhận cha nuôi con như vậy. Lát nữa con cùng mẹ đến khuyên ông ấy. Chim Ngao, tôi lại nhìn thấy tên người Nhật đó. Hắn ta chưa hề đi. Hắn trốn trong thôn chúng ta. Ông ta không liên quan gì đến ta. Vậy tại sao hắn ta lại không đi chứ? Hắn ta vẫn luôn ở trong thôn chúng ta. Chim Ngao, trong việc này chắc chắn ẩn chứa âm mưu. Chuyện đó cậu đi mà hỏi ông ta. Sau khi trời tối, nếu Chu Hào Tam mà vẫn chưa đến, ta sẽ đi tìm hắn. Hiện giờ Cửu Nhi đang khuyên ông ấy. Anh cho ông ta một chút thời gian có được không? Ta chỉ đợi đến trời tối. Hào Tam, ông đang làm gì vậy?
sống không nhận được yêu mến, chết không có gì hối tiếc. Khen tôi, trách tôi, cứ để lại cho người sau vậy. Ông đang nói những lời gì vậy? Giọng điệu xem nhẹ sự sống, coi nặng cái chết của ông bây giờ có tác dụng gì chứ? Giải quyết được vấn đề gì? Bất luận như thế nào, đều do người của ông Trương Lương đánh chết người ta. Ông đi nói một tiếng xin lỗi, không phải là điều nên làm hay sao chứ? Cửu Nhi, mau, con hãy khuyên cha nuôi con đi. Con cũng không có gì để nói cả. Huyện trưởng Chu ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, lại là người có học vấn, những lý lẽ đó không cần con nói. Huyện trưởng Chu, con đến là để cáo biệt với ông. Con muốn đi. Đúng vậy, con trẻ ở nhà nên không yên tâm, con phải quay về rồi. Đi đường cẩn thận, mau về đi. Hào Tam, Cửu Nhi, con không thể đi. Con không nhìn ra sao? Cha nuôi con đang muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Nhiều chuyện. Nói việc đó với con bé làm gì? Chu Hào Tam ta đến Cao Mật 8 năm, tự cho rằng đã có thể lưu danh sử sách, nhưng đến cuối cùng lại thân bại danh liệt. Nên cuối cùng dù ta có moi tim mình ra, sẽ có người hiểu sao? Dứt khoát chết đi, để lại cho người đời bình luận vậy. Huyện trưởng Chu hôm nào ở đại hội đấu rượu luôn miệng nói chuyện quốc gia đại sự, hóa ra đều là giả cả. Hóa ra trước khi chết, điều ông vẫn để tâm chỉ là danh tiếng của bản thân mình. Sao con có thể nói ta như vậy? Huyện trưởng Chu, ông cướp lương thực của người dân Cao Mật, kết quả bị người ta gạt. Ông cảm thấy không có cách nào ăn nói với người dân, vì vậy muốn lấy cái chết để tạ tội, ăn nói hàm hồ. Không phải vậy sao? Muốn dùng tính mạng để đổi lấy trái tim của người dân Cao Mật, để người dân Cao Mật lại nói tốt ông. Huyện trưởng Chu, ông tính sai rồi. Người dân Cao Mật sẽ không nói tốt ông nữa đâu. Cửu Nhi, đừng nói cha nuôi con như vậy. Cha nuôi con cũng vì muốn chống Nhật. Huyện trưởng Chu nhìn xa trông rộng như vậy, sao lại có thể dễ bị người ta gạt đến vậy? Theo con thấy, huyện trưởng Chu vốn không hề đặt người dân Cao Mật ở trong lòng mình. Trong mắt ông ấy chỉ biết đến quan phủ, đến quân đội trung ương. Mẹ Tứ Khuê có là gì đối với ông ấy đâu? Chẳng qua chỉ là một bà già ở quê. Ông ấy sẽ vì một người dân vô tội bị hại mà cúi đầu sao? Lại còn tính mạng của mấy anh em đội cảnh bị. Nếu ông ấy đánh nhau với Dư Chim Ngao, người đều chết cả. Đến khi người Nhật đến, làm gì còn ai chống Nhật nữa? Đến lúc đó huyện trưởng Chu đã chết rồi. Chuyện đó không còn liên quan gì đến ông ấy. Cửu Nhi, trong mắt con, ta là người như vậy sao? Huyện trưởng Chu, ông nói xem. Đề nghị kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, nhưng mà không thể chờ thêm nữa sao? Đại ca, một mình để đi được rồi, không cần đại ca giúp đâu. Đi gọi cha đi, mau ngăn cha con lại. Cha, cha. Đại thiếu phu nhân, nhờ chị đưa hai đứa nhỏ về giùm. Chim Ngao có việc không thể lo được. Cha, Hát Nhãn đại ca, phải làm sao đây? Hết cách rồi. Lúc này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Vậy đi, cô cứ đưa hai đứa nhỏ về trước, tôi đi theo đệ ấy, tùy cơ ứng biến.
Xuất phát. Đi. Mau lên. Mau lên. Chim Ngao, anh quay về sớm nha. Về sớm nha. Báo cáo huyện trưởng, theo lệnh của ngài, đội cảnh bị đã tập hợp xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Biết rồi. Huyện trưởng. Huyện trưởng, tôi vừa nhận được tin đoàn trưởng Triệu vẫn chưa đến Hứa Châu, vừa đi được nửa đường đã đụng độ bọn quỷ Nhật. Chỉ trong một ngày toàn quân đã đại bại rồi. Đoàn trưởng Triệu cũng đã hy sinh vì nước. Huyện trưởng Chu, không hay rồi. Cái tên người Nhật đó vẫn lẫn trốn trong thôn, ở đằng sau thao túng mọi việc. Tôi dám khẳng định, hắn ta nhất định là đặc vụ của người Nhật. Huyện trưởng, chúng ta nhất định không để người Nhật mượn tay Dư Chim Ngao tiêu diệt hết đội quân của Cao Mật được. Đúng vậy huyện trưởng, đội cảnh bị của ta và hắn đánh nhau còn chưa biết ai thắng ai. Nếu chúng ta lưỡng bại câu thương, vậy khi người Nhật đến thì phải làm sao? Huyện trưởng Chu, ông sờ vào lưng tâm mình mà nói, mọi việc ông làm đều là vì người dân Cao Mật. Có thể ông không cần đến tính mạng của bản thân mình, nhưng sau khi ông chết, người dân Cao Mật sẽ phải làm sao? Cả đời ta chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Chưa từng. Nhưng vì đại cuộc kháng Nhật, đành phải gạt dinh nhục của mình qua một bên. Cửu Nhi, con đi nói với bọn người Dư Chim Ngao, ta đồng ý chịu trách nhiệm, ta đồng ý đến nhận tội trước linh cữu của mẹ Tứ Khuê. Được. Huyện trưởng, vậy chúng tôi đi trước để báo tin. Đi thôi.